Xin chào các bác. Sắp mùng 8 tháng 3 rồi. Dẫn vợ đi ăn gà suất các bạn. Ngay cạnh nhà rồi. Bây giờ mới ra được có mấy cái chân này thôi. Review qua xem này. Thôi cũng nhân tiện là mùng 8 tháng 3 nhé. Thì xin chúc tất cả chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp, thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Ai mà chưa có gia đình thì hạnh phúc một mình. Chúc tất cả chị em thành công trong cuộc sống, may mắn trong cuộc sống. Vạn sự như ý. Chị em mà xem video nhớ ủng hộ kênh của tôi. Một chia sẻ nhá, một quả chia sẻ, một quả đăng ký kênh, một quả like và share. Có gì chưa cho ok là các bạn comment bên dưới chúng tôi nhá. Xin mời, này, chân gà này. Hôm nay chúc mừng 8 tháng 3 thì nhường quyền review cho Khang Dung nha. Xin chào các bác. Hôm nay gần đến 8 tháng 3 em đã được nhận hoa, nhận quà, nhiều thứ rồi. Bây giờ được chồng đưa đi ăn gà suất. Sao tôi được biết thì theo ý kiến cá nhân của tôi thì nào chụp cái ảnh. Ok, không chụp được ảnh à? Đây rồi, đến chụp màn hình nhé. Hai tay cầm hai que đi. Mời các bác nhá. Mời các bác. Mời chị em nhá. Theo tôi được biết thì ngày 8 tháng 3 chị em phụ nữ không những có quà thích quà mà còn thích thích tiền các bác. Money. Hoặc là hoa đồng tiền, hoặc là hoa súng các bác nhỉ. Các bác nào mà lười tặng hoa đồng tiền, hoa tươi thì tặng hoa súng cũng được. bốc hơi. Chung review đi. Ăn ké phát nha. Mời các bác. Ngọt quá. Hay là cái muối trắng chấm đúng không nhỉ? Mời các bạn cảnh nhé. Đấy, ngon chưa? Ngon. Chớ và chấm cay vào. Các bác ơi, xem kênh của tôi mà các bác ủng hộ kênh của tôi nhé, bổ quả sẻ các bác nhé. Rồi. Mời các bác, mời chị em nhé. Quê. Bây giờ mới sắp được bằng rồi.
Hôm nay đi ăn này để gặp được mấy anh em, toàn anh em bè dai hàng xóm. Anh tên là Tiến, anh là nhà quay hàng. Em nhà quay hàng. À. Chắc anh không biết em nói. Anh ít gặp. Vẫn dễ. Nhà bà Chát. À, bây giờ bà Chát. Chát. Ok. Rồi anh biết rồi. Rồi. Con bé Dung. Ôi, chúc tôi nhân dịp sắp cửa 18/3. Vâng. Chúc tất cả anh em gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc bình an. Cảm ơn anh nha. Mạnh khỏe. Ok. Rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn. Thịt gà phụ nữ đàn bà. Cái đi nhỉ? Trong ba thì đó. Xôi gà phụ nữ. Thịt gà. Các bạn thì đó, hãy cầm bằng tay, tay ngon, xé. Mời các bác nào, mời các bác ăn gà, Nhung và Tiến nhé. Muối đây, muối trắng. Muối trắng ớt. Lấy đây. Đúng em cảm ơn nữa review không? Cảm nhận ngon không nào các bác ơi, hôm nay sắp 18/3 các bác ủng hộ Trang Nhung một đăng ký kênh, một chia sẻ nhé, comment bên dưới các bác nhé. Em chúc các bác gì nhỉ? Sức khỏe. Mời cô chú các anh các bạn, các em, mời các em. À. Đây. Cầm to ăn cho sướng. Ok thôi. À, mời cả nhà ăn trưa nhá. Kết thúc video. Các bạn ra 18/3 nhớ ủng hộ Trang Nhung một đăng ký kênh nhá, chia sẻ. Các bác hãy đăng ký kênh chia sẻ được nhiều và cho nhà vợ chồng nhà em nhá. Chúc mừng 18/3. Tất cả 18/3 thật là hạnh phúc. Chúc mừng 18/3. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.